Tiểu thư, ta chơi với ta chút xíu đi mà. Nhà ngươi không được đụng với tiểu thư ta. Tiểu thư. Tiểu thư chạy đi, tiểu thư chạy đi, tiểu thư. Tiểu hồng. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Nàng đừng hốt hoảng, ta đã biết thân phận nàng từ lâu rồi. Chàng đã biết thân phận của ta từ khi nào? Ta biết được thân phận của nàng từ khi nàng đến gặp mẹ nàng ở bì rừng đó. Vậy chàng đã biết thân phận của ta, sao chàng còn... Thân phận là cái không thể thay đổi được. Nhưng chúng ta yêu nhau, đâu phải vì lẽ đó mà thay đổi chứ. Dù nàng có là cáo, là ma là quỷ, ta giữ một lòng một dạ với nàng. Nhưng đã đến lúc ta phải rời xa chàng. Duyên tình của chúng ta chỉ bấy nhiêu thôi. Người già cao có cầm sắc hòa hợp bao nhiêu cũng không thể nào sanh con được. Chàng phải lấy người con gái khác để sanh con, để nói dỗi tông đường, để báo hiếu cha mẹ nữa. Thu Mai à, tại sao lại như vậy chứ? Nếu không có mẹ con nàng thì làm sao gia đình ta có được một cuộc sống bình an như ngày hôm nay? Làm sao ta được trở lại bình thường và khỏe mạnh như vậy chứ? Chàng hãy nghe lời khuyên của ta. Chàng phải lấy một người con gái khác, ta mới yên lòng và không hối hận khi ở bên chàng. Thu Mai, chàng yên tâm đi. Theo ta được biết, người con gái mà chàng sắp lấy làm vợ là trưởng nữ của nhà Trần ngự sử. Nàng ta cầm kỳ thi họa, nết na lại lương thiện nữa. Ta không lấy ai cả, ta sẽ không ở bên cạnh ai khác ngoài nàng. Nàng đừng bỏ ta, nàng không được đi đâu hết. Ta sẽ không bỏ chàng, nhưng chàng phải hứa với ta là phải lấy Trần tiểu thư. Chàng hứa đi. Nhà họ Dương đã chính thức đánh tiếng, mà công tử thì chưa có chính thức lập thê. Còn cô gái bên cạnh cũng chỉ là hầu thiếp mà thôi, tên là Thu Mai. Nghe đâu cũng tốt tính lắm đó, bầu bạn với công tử trong suốt thời gian công tử lâm bệnh. Ta với nhà họ Dương đồng môn, giờ là đồng liêu, còn có sự kính trọng và thâm tình nữa. Bên đó đó, đạo cao đức trọng, nhân hậu và nghĩa tình. Con gái của ta mà về bên đó làm dâu, cái cũng muôn năng hộ đôi, ta đây cũng yên lòng. Còn ý con thì sao? Dạ thưa cha mẹ, từ nhỏ con cũng đã có duyên gặp Dương công tử, cũng đem lòng cảm mến. Nay cha mẹ nói vậy, con đâu dám có ý khác.